Trước mắt quý vị là đôi loa Pioneer 616 rất quen thuộc, bass 30, 3 đường tiếng, công suất 100W. Đôi loa này đang bị điều trị bởi chiếc âm ly Sansui 881 ở phía trên cùng như quý vị đang nhìn thấy. Mọi chi tiết xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Đôi loa này rất quen thuộc với quý vị nên tôi không giới thiệu lại nữa. Thì hôm nay người đi nụ hoa yêu vừa hé, kỳ xin giữ ân tình mình em. Quý vị thân mến, đôi loa này hoàn hảo quá. Tôi buồn vì nãy giờ chưa tìm ra khuyết điểm của nó ở chỗ nào. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của nó là đẹp quá. Đúng là một đôi loa đẹp quá. Buồn vì nếu sau này quý vị mua về mà muốn tìm lý do để nâng cấp lên cũng không tìm ra lý do gì cả. Anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Quý vị đã chơi những dòng loa này có lẽ quý vị biết rồi. Do tôi test vào lúc đêm muộn nên không thể mở tiếng bass mạnh được. Có lẽ dòng loa này tiếng bass thì không cần quảng cáo nữa, vì quý vị chỉ cần quan sát thấy gân xếp vải tẩm dầu là đã biết rồi. Đời trinh nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối. Ngày mai chép thêm vần vào anh ơi, viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng. Quý vị có ý định kết hôn với đôi loa này thì hãy gọi điện cho tôi theo số điện thoại 0918 099 388. Một đôi duy nhất đang đợi quý vị.